Cảm ơn câu hỏi của em. Các bạn 2K4 ơi, vừa rồi là 2K3 đã trải qua một cái kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học, hay còn có thể là dùng điểm đó để xét vào các trường đại học. Đó là một cái kỳ thi vô cùng quan trọng. Và đối với 2K3 vừa rồi thì đúng thực sự là một cái kỳ thi rất là khốc liệt. Các bạn cũng đã thấy rất nhiều trường hợp các anh chị 2K3 vừa rồi điểm cao mà cũng không đỗ được vào các cái trường như ý muốn. Một phần là do cái sự lựa chọn của các trường chưa được chính xác, và một phần là vẫn có thể điểm cao hơn nữa thì mới có được cái sức cạnh tranh. Vì thế nên là cô thành thật khuyên các bạn học ngoại ngữ, thực ra chúng ta đúng là chúng ta có thể tự học, tuy nhiên tự học vào lúc nào thì tự học vào cái năm cuối cấp này, vào cái kỳ thi quan trọng nhất của cuộc đời mình này, thì không nên mạo hiểm. Không nên mạo hiểm với lại cả cái cuộc đời của mình như thế. Nên theo cô là chúng ta hãy theo những cái khóa học bài bản, chuyên sâu, giáo viên có kinh nghiệm, có tâm, và các bạn sẽ có giáo trình tốt và có cái phương pháp học tập đúng đắn. Với cái kỳ thi rất quan trọng này, cô thành thật khuyên các bạn không nên tự học, tự mạo hiểm.